Chào các bạn, hôm nay Nga và chị Hương sẽ chia sẻ về chủ đề nước hoa nào đang là xu hướng của các bạn trẻ. Các bạn trẻ ngày nay đã không còn quá xa lạ với nước hoa, cũng như là các bạn đã có xu hướng sử dụng nước hoa và tìm hiểu về nước hoa nhiều hơn. Vậy thì đâu là những cái chai nước hoa đang là xu hướng và đang được các bạn sử dụng nhiều nhất? Chị Hương có thể chia sẻ những cái chai này không ạ? Hương thấy với lại các bạn trẻ bây giờ thì hầu như ở cái độ tuổi tầm khoảng 16 tuổi là các em đã biết làm đẹp rồi. Đó, và đã biết sử dụng những cái sản phẩm để mà nó có thể thể hiện được cái cá tính của mình. Cái mùi hương mà Hương thấy các bạn hay lựa chọn là những cái mùi hương nó không quá già, không quá nồng và cũng không quá gắt, mà đó chính là những mùi hương tạo cảm giác tươi mát, tạo sự dễ chịu, nhưng mà nó sẽ có một pha một tí xíu sự trầm ấm một tí để làm cho cái mùi hương đó nó đặc biệt hơn, ví dụ như xạ hương nè hoặc là long diên hương đó. Cái sự hòa quyện như vậy tự nhiên nó làm cho cái cá tính của mình nó được thể hiện một cách rất là rõ. Và những nhóm hương mà Hương thấy là các bạn hay lựa chọn là những nhóm hương như là hoa cỏ hoặc là những nhóm hương trái cây để nó tạo một cái sự năng động, một cái sự tươi trẻ. Dạ, vậy thì có những cái chai nào chị thể giới thiệu cụ thể luôn không chị? Có một cái chai nước hoa mà hầu như bạn nào nghe cũng thích hết. Đó là thể hiện một cái sự tinh tế, một cái sự nhẹ nhàng. Ví dụ như là cái dòng nước hoa của Kenzo, thì đây là với một cái sự kết hợp giữa hương hoa, nhưng mà nó sẽ có một chút xạ hương. Mùi rất là dễ chịu, kiểu như em nghĩ là bạn nào mà mới dùng nước hoa mà ngửi mùi này chắc cũng sẽ rất là thích. Đúng rồi, thường đó là sẽ cái chai nước hoa cho những bạn mới dùng. Còn riêng đó với những bạn mà chúng ta thích một cái sự nữ tính mà ngọt ngào hơn một chút thì nên lựa chọn nhóm hương hoa cỏ, nhưng mà nó sẽ có một chút vani. Ví dụ như đây là một cái quả táo mà các bạn hay gọi là nàng công chúa. Khi mà mình nghe, chúng ta sẽ thấy nó có một chút vani, một chút hương hoa. Và cái mùi hương của nó sẽ tạo nên một cái sự rất là dễ thương. Và gần đây thì em thấy các bạn của em cũng hay sử dụng những cái mùi nước hoa của trái cây. Và đặc biệt nhất là các bạn sử dụng dòng Mochino, dòng tôi hai này. Cái chai cực kỳ dễ thương, kiểu như là rất là xinh xắn, như một hình con gấu như thế này. Và cái cảm giác cái mùi hương của nó rất là dễ chịu, kiểu nó có một tí táo xanh, nên là em cảm giác là mang lại cái sự phấn khởi cũng như cái sự sảng khoái cho các bạn nào mà hoạt động cả ngày đều rất là thích những mùi hương này. Nó có một chút sự hòa quyện giữa táo xanh và một chút hương hoa. Tự nhiên Hương lại có cảm giác cái mùi hương của nó tạo một cái sự tươi mát. Giống như là mình đang uống một cái ly trà sữa hoặc là những cái ly nước trái cây á. Mà nó tỏa hương rất là xa nha. Tỏa hương xa. Một cái thôi tự nhiên nghe cái mùi hương của nó, kiểu tự nhiên giống như mỗi lần Hương xịt á, Hương cũng có cảm giác giống như mình được trẻ lại. Dạ, vậy thì ngoài những chai này thì những bạn mà cá tính hơn tí thì mình sử dụng những chai nước hoa nào được chị? Hương thấy nếu những bạn mà cá tính hơn thì thường cá tính sẽ không thích vani. Bởi vì cá tính không thích ngọt, mà cá tính thích một cái kiểu như là tươi mát của cam chanh hoặc pha một chút gì đó nó ấm hơn một tí xíu. Thì thường cái mùi hương các bạn hay lựa chọn, Hương thấy đó là những cái dòng CK. Bởi vì ngoài cái hương vị là cam chanh thì nó có pha một cái chút hoa, nhưng mà hoa không phải là hoa bánh bèo, mà sẽ là những thành phần như là oải hương hoặc là hoắc hương hoặc là xạ hương. Ngoài ra thì Hương thấy có một cái chai nước hoa mà một cái dòng nội địa của Pháp mà được các bạn trẻ rất là ưa chuộng, thậm chí các bạn nam và các bạn nữ luôn á, thì đó chính là dòng Cerat Boy. Bởi vì trong cái chai nước hoa này nó có một chút ấm áp của rêu sầu và nó tạo nên một cái điểm nhấn. Thì những cô nàng mà cá tính, ví dụ những bạn mà chúng ta có một cái phong cách cá tính một tí xíu, không thích kiểu bánh bèo, thì chúng ta có thể lựa chọn. Thì Hương thấy những cái nhóm hương như là nhóm hương hoa cỏ hoặc nhóm hương trái cây thì sẽ phù hợp với những bạn thích sự nữ tính. Nhưng mà những cái nhóm hương mà tạo sự tươi mát hoặc là những cái chai nước hoa unisex á, thì tự nhiên nó sẽ làm cho bạn trở nên cá tính hơn. Và trong cái cuộc sống hiện đại như bây giờ thì Hương thấy giới trẻ chúng ta nên dùng nước hoa để mà chúng ta khẳng định được cái đẳng cấp của mình và tạo nên một cái sự sạch sẽ, cũng như các bạn sẽ có sự hòa quyện giữa Việt Nam và quốc tế. Đó, trở thành một cái công dân toàn cầu như vậy thì Hương cảm thấy rất là happy luôn á. Dạ đúng rồi. Và khi mà các bạn thích những cái mùi hương mà nó nhẹ nhàng nữ tính hơn thì các bạn đừng quên là chúng ta sẽ lựa chọn những cái dòng như là Kenzo hay là Lolita này nha. Và nếu như mà các bạn có cái sự gọi là thích cái sự tươi mát cũng giống như Nga này thì các bạn hãy lựa chọn cái dòng mà Toy 2 của Mochino. Và những cái dòng nước hoa mà nó phi giới tính như là những cái chai như Cerat Boy nè, và những CK1 và CKB là những cái dòng nước hoa mà Nga nghĩ là rất phù hợp với cả nam và nữ luôn, cả nam và nữ đều có thể sử dụng được. Một cái mùi hương mà dành riêng cho bản thân mình là khi mà các bạn cảm thấy xịt nó tự tin và cảm thấy có cảm xúc với cái mùi hương đó là được, không cần phải quá chạy theo xu hướng đâu. Nên là Nga tin chắc rằng sau cái video này thì mình sẽ lựa chọn được cho bản thân những cái mùi hương dành riêng cho bản thân mình. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video giải đáp nước hoa số tiếp theo nha.